Tôi xin nói ba lời thôi. Thứ nhất, đồng bào miền Nam, mình nói tình nghĩa là các ba, các má, các anh, các chị, các em, các cháu ở vùng giải phóng. Tôi nói người dân này trước đi. Họ kiên cường vô cùng. Họ bám trụ. Họ theo cách mạng, họ theo Bác Hồ, họ theo Đảng. Chứ họ không chạy về vùng địch, mặc dù họ rất khổ. Họ bám trụ kiên cường. Đấy, cùng với bộ đội. Tôi cho đây là người dân này. Không biết sau này rồi nhà nước có phong cho người ta cái gì không, tôi không biết nữa. Người ta không phải là du kích. Người ta cũng lao động bình thường, trồng bắp, trồng mì, trồng lúa để ăn thôi. Nhưng trong bắp mì lúa đó, rau đó, họ cũng ủng hộ cách mạng đấy. Họ cũng giúp bộ đội mình đấy. Đấy thì tôi nói là cái người dân thứ nhất là dân vùng giải phóng, là cái vùng do mình kiểm soát đấy. Cái người dân thứ hai là người dân vùng ven. Vùng ven ở đây tôi muốn nói người dân là dân sống hợp pháp. Có nghĩa là ngày là địch đêm ta, ngày địch nó xuống, nó quản lý, nó kiểm soát. Nhưng mà đêm ấy thì địch nó về điểm thì bộ đội mình xuống. Họ tốt lắm, họ rất tốt. Mình xuống họ nấu, nhờ nấu cơm. Mình xuống mình xin cái gì họ cũng cho. Chứ nếu họ không tốt, họ báo cho biệt kích nó phục, chắc nó tóm sống ở nhà mình ngay, đúng không? Vậy là người dân trong cái vùng tranh chấp này, cái vùng ven ấy, gọi là vùng ven ấy, ban ngày họ vẫn đi làm bình thường. Địch ở trên điểm, ở dưới này họ vẫn đi cày, đi cấy. Nhưng đến tối ấy, thì về họ, đến cái hầm của họ. Cái hầm của họ nó khoảng chục mét vuông. Họ đào sâu ngập đầu người. Ở trên này họ lập lá chanh. Mục đích họ ở dưới họ tránh pháo thôi. Nhưng tất cả đều lấu lướng ở dưới hết. Chỉ có hơn chục mét thôi. Khổ lắm. Tôi nhớ có một lần, mấy lần rồi, đi cõng gạo ở dưới ER5 đó. Cái đơn vị chúng tôi đóng ở Sơn Phúc, đi qua cái hoàn tàu đi xuống ER5. Xuống đó thì bên trinh sát rồi đội công tác của huyện ấy, họ làm sẵn công tác chuẩn bị rồi. Thì tối là bọn tôi xuống cõng gạo. Tôi nói chứ, xuống một cái làng đó, bộ đội đi như chảy hội. Nó không khác gì bộ đội mà trọ ở ngoài Bắc. Đó. Tôi nghĩ nếu người dân miền Nam họ có thù với bộ đội thì chúng tôi chắc là chết hết. Đúng không? Mình xuống đến nơi mình cõng gạo, cõng mắm, cõng muối. Họ rất tốt, nhưng mà phải khẩn trương lên để mà trở lên núi, chứ không có thì sáng máy bay nó bắn, rồi pháo nó bắn. Tôi có một lần tôi lên cái dốc đá trắng, đèo đá trắng ấy. Tôi nói là đèo đá trắng vì pháo nó bắn nhiều quá, đá nó trắng này. Mà suối nước rất là trong. Đến đó thì nếu mà nói cho thoải mái mà được ở rừng đại mà tắm thì lý tưởng lắm. Nhưng chỗ đó là chỗ tọa độ phạm. Đến giờ nó bắn ở chỗ đó. Chân bọn tôi phải kiểu gì cũng vượt qua cái viên đá đó. Thì tôi nhớ tôi xuống cái nhà của anh chị ở cái cánh đồng ở trên cái đồng mông Đa Hàm đấy, gọi là hai cứ điểm đồng mông và Đa Hàm ở giữa cánh đồng. Thì tôi lúc bây giờ tôi khoảng 3 giờ sáng ấy, tôi nói anh chị ơi cho em nấu nhờ nồi cơm, tụi em ăn để lên cho kịp qua trời sáng. Thì anh bảo thôi các chú chạy cố lên đi, các chú nấu ở đây sáng là địch trên điểm nó cạch cối ấy. Thế lúc bây giờ có một thằng tôi cũng nhớ, tôi đi ba thằng, nó bảo anh không cho em nấu, em bắt bếp nấu trên này đấy. Thế nó sợ nó hù mà. Thế là ông bà ấy sợ quá lại phải cho xuống nấu ở dưới hầm. Trời ơi nó khổ kiểu gì, khói nó ngút lên, còn nấu bằng củi á. Rồi gia đình ngủ ở dưới nó làm sao ngủ. Sao ngủ, thế mà họ vẫn cho chúng tôi nấu ăn. Đấy, họ tốt thế nào. Thì đấy là tôi nói dân sống ở vùng cái vùng hợp pháp đấy, gọi là vùng ven đấy. Còn dân sống trong vùng địch thì sao? Thì tôi cũng là người trong cuộc, tôi cũng là người được người dân giúp đỡ che chở đây. Thì cái trận đánh ở Tiên Phước, tôi ở trên điểm 21 tôi xuống. Lúc bây giờ nó khoảng độ 10 rưỡi 11 giờ trưa. Thì tôi đến, tôi chạy hết cái vườn sắn này, đúng là tôi ba người cơ. Thì ra đến đường băng thì địch nó phát hiện nó bắn chết hai ông kia trước mặt tôi luôn. Tôi không đi hướng mòn nữa, tôi quay lại tôi đi hướng khác. Tôi cứ vườn mì này vườn mì thì tôi thấy đến gần sân bay thì có một cái nhà có khói lùm lùm. Tôi mới vô. Tôi vô thì trong một cái tư thế mà anh bộ đội nó không còn cái sức chiến đấu nữa. Vì sao tôi nói vậy? Vì nó gầy quá đi. Mất thâm quầng hết, những ngày ở trên chốt là không đói mà lại không được ngủ. Mà tôi lại mất dép, chân nó phù hết này. Tôi vào trong cảnh mình thiểu lão lắm. Đấy là nó thật lòng như thế. Thế sau đó thì tôi mới hỏi chị ơi, ở quanh đây còn đơn vị bộ đội nào đóng không chị biết? Bà bảo không còn, rút hết vào đêm một chút ạ. Tình thế căng lắm rồi, còn mỗi mình tôi. Thế tôi ngồi một lúc, bà dọn cơm của tôi không dám xin ăn. Mà hai ngày tôi không có cơm rồi. Thế sau ấy,
Bà bảo thôi chú đi đi, chú ngồi đây là lính nó đến nó bắt được anh, chú nó giết cả nhà tôi. Tôi đứng dậy, tôi mới dí khẩu súng AK vào ngực, tôi mở chốt an toàn, tôi mới nói một câu này: tôi là bộ đội giải phóng, chị phải giúp đỡ tôi, chị la tôi bắn chết chị luôn. Thế là bà ấy sợ, bà không nói gì hết đâu. Thế tôi lại ngồi tiếp. Ngồi tiếp thì bà hỏi: thế dép của chú đâu? Bà em mất ở trên điểm thôi chị. Thì nhà đấy hiện là 4 người, là 3 đứa con và một chị là 4. Còn chồng đi đâu thì không biết, tôi nghĩ chẳng khả năng chồng đi lính. Chồng đi lính. Thì cái thằng con trai nó lúc đó nó khoảng độ 12-13 tuổi thôi, còn hai đứa em gái. Thì bà ấy nói cái thằng con trai rồi: con có đôi dép nào cho chú một đôi. Bà nói thằng con bà ấy, chứ không phải tôi xin. Thì nó mang tôi đôi tông Thái Lan, bây giờ tông Thái Lan đấy. Rồi thôi cái này em đi không được, chỉ cho em đôi tất đi. Thì bà tôi đôi tất như này. Thế tôi lấy, tôi lịt trước đàng hoàng. Xong tôi ra tôi quan sát. Thì ngồi một lúc thì cách nó khoảng bao nhiêu mét biết, nghe tiếng súng nổ rất là rát. Tôi mừng lắm rồi, mừng là đơn vị tôi đang đánh trong nó rồi. Rồi tôi chào chị tôi đi. Tôi đi thì rất là xa. Thì gần đến nơi thì nghe không có tiếng AK, không có B-50, toàn R-15 mới lại M-79 mà. Tôi sợ quá tôi chạy quay lại. Tôi chạy lại tôi vò vào nhà bà ấy bảo: chú có chưa đi được à? Bà em chưa đi được chị ơi, không còn đường đi nữa. Thế sau thì tôi ngồi một lúc tôi ra cái vườn chuối. Tôi quan sát đường đi bên cạnh nhà vườn chuối nhà bà cái sân bay. Muốn qua sân bay là đi vọt lên khoảng mấy chục mét băng qua sân bay được. Nhưng mà thôi thì đằng nào cũng chết rồi, mình phải đi thôi. Chứ ở đây thì địch nó lấy hết điểm rồi, không còn đường nào nữa. Thì tôi quay lại. Đó là thì chị cho em mượn con dao. Bảo làm gì? Em cắt cái cành chuối để em ngụy trang. Tức là phát cái cành chuối vừa đi vừa ngụy trang. Đấy. Thế thì bắt đầu tôi đi thì bà còn tiến chân tôi ra đến cửa. Bà bảo chú đi cho nó may mắn. Tôi nhớ mãi đấy. Người dân trong vùng địch đấy, mà khả năng chồng của chị này chắc đi lính. Đấy. Nếu chứ không có những người dân như vậy thì mình sống làm sao được. Đấy. Cho nên tôi nói là cái gian khổ của bộ đội chúng tôi ngày xưa, từ ở trên Tây Nguyên cho xuống dưới đồng bằng, đồng bào vùng ven, vùng giải phóng, đồng bào rất tốt với bộ đội. Nói thẳng, đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến thắng lợi. Mình không bỏ qua cái nguyên nhân này được. Tôi trong lòng tôi mãi mãi vẫn nhớ ơn những người ba, người mẹ, người anh, người chị, các em ở vùng giải phóng, vùng địch, rồi vùng tạm chiếm. Phải nói họ quá tốt với mình. Cái đó mình không quên, không được phép quên. Tôi nói thật, kể cả những người dân vùng địch, mình không được phép quên. Tôi chưa gặp người dân nào mà không tốt với bộ đội đâu. Họ rất tốt. Mình vào đến bữa khi xin ăn người ta cũng cho, xin nước người ta cho uống. Nhưng nếu họ không tốt, họ báo cho là mình chết ngay, đúng không? Mình chết liền. Và nó họ quá tốt. Tôi đã tiếp xúc và đã được những người dân trong vùng địch giúp đỡ rất nhiều, tôi biết. Cho nên là mãi mãi ghi ơn những người dân như thế này. Anh em chúng tôi sống đến ngày hôm nay không được phép quên cái đó. Không được phép quên, kể cả đồng bào dân tộc Tây Nguyên, kể cả người dân vùng giải phóng, kể cả người dân vùng ven, kể cả người dân vùng địch chiếm. Mà khi giải phóng bộ đội tiếp xúc, họ vẫn tốt với bộ đội. Họ quá tốt. Tôi dùng cái từ họ quá tốt. Nói thật, chúng tôi đi đến đâu gặp người dân đáng tuổi ba, tuổi má thì gọi ba má. Họ đối với tôi như là những người con trong gia đình thôi. Không có cái gì là miền Bắc, miền Nam. Không có cái gì là Việt Cộng cả. Họ rất tốt. Còn cái Việt Cộng chẳng qua địch nó đầu độc cái tên gọi. Đấy. Thì tôi xin nói là cái trận tôi tham gia. Chứ còn những trận sau này thì chắc thời lượng nó không còn, tôi không kể nữa đâu. Nhưng mà còn nếu mà nói về tôi thì tham gia thì cũng tương đối. Còn cái trận sau này thì nó có cái tình tiết này thì tôi kể, tôi nói thật với chị. Một lần năm 2006, anh Dũng, anh ấy giáo viên của Học viện Hải quân ấy, anh chở tôi đi tìm hai cái mộ liệt sĩ mà tôi chôn. Tôi ngồi trên xe ô tô, tôi kể với anh Xỉu Thái Bình, mà tôi khóc lúc nào. Xỉu chết sao? Chết, anh chết ở đất mẹ. Tôi khóc. Đấy. Cô thương. Mẹ chết. Tôi thương. Xong anh dìu tôi không sống với cô. Anh ở lọc. Giờ anh hy sinh luôn. Anh Xỉu người Thái Bình. Tôi chỉ biết anh Xỉu người Thái Bình. Tôi nhớ lắm. Tôi nói tôi ngồi trên xe mà tôi khóc lúc nào.
Thế tôi bảo hình như là ông Sửu nhập vào người tôi sao? Nói với ông Dũng thế. Tội. Anh Hiền, anh ngồi tâm sự với tôi, anh kể chuyện cuộc đời của anh hồi thiếu nhi, thổ thẻ. Cái cảm giác mình nghĩ anh thiếu đi cái tình cảm của người mẹ, người cha. Người ra anh xám, anh kiểu như là bộ đội trên núi sốt rét, mắt trắng. Tôi nhớ lắm, tôi không quên anh chị. Anh như là người giúp tôi bơi qua sông Bồ Câu. Chú Khôi nói ấy, là đánh cái chi khu quận lỵ Đắc Bét ấy, là cũng nói rõ cái tình tiết cái trận đánh ấy để cho các đồng chí cùng nắm và theo dõi được. Cái chi khu quận lỵ Đắc Bét ngày xưa ấy là nó nằm trên hai cái huyện, huyện 30 và huyện 40 của cái tỉnh Kon Tum ngày xưa. Nhưng bây giờ giải phóng rồi thì một phần của 30 mà một phần của cái huyện 40 là mình trả lại cho Lào. Cho nên giờ là không còn là gọi là huyện 30-40 nữa, mà bây giờ nó gọi là huyện Đắc Lây. Huyện Đắc Lây. Còn cái chỗ Đắc, cái địa danh Đắc Bét á, là cái chi khu quận lỵ của một cái huyện đấy, là cái huyện của 30-40 ngày xưa ấy, là nó án ngữ trên cái đường 14. Mà cái đường mà lên thành phố Kon Tum á, bây giờ từ dưới Quảng Nam đi cái đường 14 đi lên thành phố Kon Tum nó nằm dưới một cái thung lũng, trên này là núi cao, là cái đèo Lò Xo mà các đồng chí cũng nắm được là nghe cái vụ mà cựu chiến binh Hà Nội mà đi về thăm chiến trường xưa mà bị xe đổ mà chết bao nhiêu người ấy, người toàn ở cái phố nào ở Hà Nội đó, phường Kim Liên đó. Đó là cái qua cái đèo Lò Xo cao ấy, xuống cái thung lũng đó đi sang hết cái quận lỵ là lại lên dốc là lên thành phố Kon Tum. Cho nên nó cái đèo nó quanh co anh ấy, nó gọi là Lò Xo mà. Đấy là cái chi khu quận lỵ là nó nằm đấy, mà cái bộ máy chính quyền của nó đấy là hầu hết là người dân tộc. Mà dân tộc ấy thì nó cũng kiên cường lắm, nó không khác gì bộ đội mình. Nó theo ai thì theo đến cùng luôn. Nó theo địch là theo đến cùng luôn, mà nó cũng mánh khóe mà mình mà dân tộc thì vùng của họ mà, cho nên họ thông thuộc địa bàn những cái thứ. Mà cái bố phòng của nó là mình đánh ở đấy cũng rất trận rồi, nhưng mà chưa khi nào mà giải phóng được, chỉ đánh là tiêu hao thôi. Thế cái năm mà năm 71 là anh em chúng tôi là mà chiến dịch đánh á, đánh đấy cũng mục đích là tiêu hao thôi, chứ cũng khả năng là không nghĩ đến cái chuyện là giải phóng được cái quận đó. Vì dùng cái lực lượng của mình ấy là có hai tiểu đoàn, một tiểu đoàn bộ binh là K80 với cái tiểu đoàn đặc công 404, còn lại là lực lượng địa phương, mà nó cả một chi khu quân lỵ nó biết bao nhiêu lính, mà nó là nằm trong các cái hầm hào cố định cả, nó có hầm ngầm lô cốt, nó ở các cái điểm cao nó bảo vệ không chế, nó lọt thoảng xuống một cái như một cái vực hai bên là dân một cái đường quốc lộ 14 là chạy giữa, cho nên đánh cái chỗ đó là cái địa bàn rất là hiểm trở. Cho nên khi mà nhận được lệnh, nếu mà đơn vị đi chuẩn bị chiến trường thì chuẩn bị chiến trường thì rất là tốt. Có nghĩa là các ông ấy nói là đi là bò vào đến tận cái nhà hậu cần của nó luôn. Đó, và chuẩn bị chiến trường mình là chuẩn bị thấy là rất là ngon lành, trong là về lập phương án tác chiến rồi cho anh em học tập, rồi là đến lúc là được lệnh của quân khu là mở chiến dịch là đánh phối kết hợp giữa đặc công với bộ binh như thế. Đó, là khi mà xuất quân là như là đồng chí Khôi, anh chú Khôi nói là làm lễ hoành tráng lắm. Cũng có văn nghệ mà bắn đại liên để ra trận cơ mà, là để lấy khí thế cơ mà. Thế nhưng mà cái công tác chuẩn bị thì tốt, nhưng khi mình đánh vào là mình đánh là không tốt. Về cái công tác chuẩn bị của mình là trước là tốt, nhưng mà đến lúc nó thay đổi, quá trình sau này nó thay đổi là một. Thứ hai nữa là nhiều nó, cái địa bàn nó rộng quá, mà nó toàn những cái ở cái điểm cao, một cái điểm nó chiếm ưu thế ấy. Mà anh em mình ấy, lúc đó là pháo không có, vì là các cái đồi cao rồi nó không chế hết rồi. Thế mà mình là chỉ có con người bò vào thôi, cho nên đánh không giải phóng được
cái chi khu quản lý đất đai đó. À, trong mấy ngày này một tuần ấy, mà hai nguyên cái đơn vị chúng tôi là hy sinh 56 anh em, còn bị thương thì nhiều lắm, có ngày gần như là 70% anh em bị thương này. Cho nên bây giờ là anh khi mà anh em chúng tôi sau này về đi thăm lại chiến trường xưa là vào nghĩa trang liệt sĩ như vậy là 56 anh em hy sinh, nhưng không hề có một cái tên tuổi anh em nào ở cái đơn vị mà có tên trong cái nghĩa trang đâu. Có nghĩa là anh em là hy sinh có lấy được xác đâu. Khi là mạnh anh nào là rút ra là còn anh nào thì chạy lên cứu thôi, chứ còn cũng không còn ai đó mà đưa nhau ra được. Cũng như chú Khôi vừa kể lúc nãy đó, nó mà đưa ra thì là chất lây nhiều nữa. Cho nên là 56 người không có một cái tên tuổi nào trong cái nghĩa trang. Cho nên vừa rồi năm 2016 vừa rồi ấy, là anh em chúng tôi có đi về thăm lại chiến trường xưa và có bàn giao lại cái danh sách liệt sĩ để cho huyện đội và ủy ban nhân dân huyện tổ chức là khắc cái tên tuổi anh em và cái bia tưởng niệm liệt sĩ. Còn vào nghĩa trang là toàn thấy là cứ vô danh không. À, chưa xác định được tên, nói vô danh thì ngày xưa bây giờ sửa lại thành là chưa xác định được tên. À, để cho thân nhân liệt sĩ người ta biết là con em hay chồng con người ta hy sinh ở cái đó, ở cái địa điểm đó, để người ta có điều kiện vào thăm viếng, dù là không gặp được hài cốt, không gặp được mộ, nhưng mà cũng biết là chồng con mình hy sinh ở đây. À, để là ngày xưa là đã chiến đấu và hy sinh nằm lại trên cái mảnh đất này, để người ta đi thì có cái chế độ nhà nước đãi ngộ là cung cấp tiền tàu xe, rồi đến mới cấp cho anh cái giấy thì vào trong này mới có liên hệ với huyện đội, người ta mới tiếp đón, có chỗ ăn chỗ ở đấy. Chứ còn nếu mà không có thì anh đi tự do thì coi như không có cái chế độ gì. Cho nên vừa rồi là năm 2016 anh em chúng tôi tổ chức đi là bàn giao lại danh sách liệt sĩ, riêng cái đó với cái chỗ chi khu quản lý Khâm Đức chúng tôi cũng bàn giao lại toàn bộ địa điểm nhiều lắm. Chúng tôi lúc đó là năm vừa rồi là chúng tôi đi 6 huyện của 5 tỉnh và mãi cả Quảng Ngãi, Nghĩa Hành, rồi là Đức Phổ, rồi Tiên Phước, rồi Khâm Đức, rồi Đắc Bét, là tổng hợp lại cái danh sách mà anh em hy sinh từng nơi một để bàn giao lại cho huyện khắc, đề nghị khắc tên anh em vào cái bia tưởng niệm. Chứ còn bây giờ thì không hy vọng là tìm được hải cốt, thì cũng nói để các đồng chí nắm được cái chỗ đó, cái chỗ chi khu quản lý Đắc Bét là mình đánh rất nhiều lần, 1968 mình đã đánh rồi, nhưng đánh cũng chiến dịch mở cả một trung đoàn bộ binh đánh cũng không giải phóng được nó. Trong đến cái đợt chúng tôi năm 71, đầu năm 71 đã đánh nó cũng không giải phóng được, mà cho đến nó trụ cho đến lúc ngày giải phóng luôn đấy. Lúc giải phóng mình đánh Kon Tum xong xe tăng mình mới thọc từ Kon Tum xuống từ Quảng Nam đánh lên ép hai bên này, nó chở chuyên chở vũ khí đạn dược cái là lương thực mình bao vây trong 10 ngày là nó toàn bằng máy bay trực thăng nó chở nó chi viện đến hết, chứ nó có đi được đường bộ đâu. Đường bộ hai cái đầu mình chặn hết rồi. Nó tiếp tế hoàn toàn bằng đường không. Cho nên là cái Đắc Bét ấy là tổn thất nhiều nhất. Cho nên anh em chúng tôi về cứ nói vui là Nát Bét, đánh không được mà gọi là Nát Bét luôn, đặt tên là Nát Bét. Cái nguyên nhân của Đắc Bét này tôi xin phép mà tốt chút mình nói rằng đúng ta không hoàn thành nhiệm vụ. Thì tôi cũng may mắn là khi đó là tôi là mũi phó đó. Thì tôi tập huấn trên tiểu đoàn cũng nhiều rồi, trên phương án là thảo luận trên địa bàn. Thì tôi rất nhớ, đến giờ tôi vẫn nhớ. Có điều là một cái chi tiết như Trần Ngọc Phú thì tôi không có phải là biết như thế, nhưng tôi vẫn nhớ. Nhưng mà sau đánh Đắc Bét xong thì mình chưa có dịp rút kinh nghiệm. Thế khi mà thành lập một trung đoàn là công đánh cái Tiên Phước ấy, thì lúc đó mình là mũi trưởng rồi. Thì tập huấn ở Dốc Thanh Niên, ở huyện Tiên Phước ấy, chỗ gọi là Phước Lãnh, Đại Lãnh bây giờ. Thì có rút kinh nghiệm cái Đắc Bét. Thì lúc đó là đồng chí Tú, trưởng phòng đặc công, tạm thời về làm trung đoàn trưởng trung đoàn công thay đồng chí Lê Như Hổ.
đồng chí Hổ người ở xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh đấy, đi chuẩn bị bị mìn nó phục chết. Thì cũng nó đi vào đánh chuẩn bị cái Tiên Phước thì đi vào đêm hôm trước thì không được gì. Đi vào đêm hôm sau đến lúc đi ra thì nó để cho ba đồng chí trinh sát đi qua. Đến cán bộ chỉ huy là nó bấm vào mìn mo sạch hết. Thì trong cái quả mìn mo chết đó thì có tôi biết là anh thủ trưởng Lê Như Hổ trung đoàn trưởng, anh Mẫu tiểu đoàn trưởng 409, hình như mấy cán bộ đại đội nó sạch hết luôn. Đấy là các anh là đi chuẩn bị kiểm tra chiến trường lần cuối để sau ấy thì đánh theo chiến dịch. Tập huấn này thì tôi có hỏi thủ trưởng Hổ là tất cả các phương án đánh cái Đắc Bét ấy là đã thảo luận rất kỹ trên sa bàn trên tiểu đoàn bộ, mà sao cái tình huống xảy ra thì lại thủ trưởng nó không lường được. Thì thủ trưởng Tú có nói với tôi một câu giải thích mà chúng tôi mà trước mặt mọi người, tôi là người lên câu hỏi, thì thủ trưởng có nói là về so sánh tương quan lực lượng thì ta sử dụng như thế là áp đảo nó rồi. Nó cứ một tiểu đoàn biệt động kể cả dân vệ quan quân này kia nọ thì nó khoảng hơn 1.000, mà mình ở đây cứ hai tiểu đoàn, một đoàn công và bộ binh K-80, các đại đội trực thuộc, đơn vị trực thuộc nó, thì ông bỏ hơn. Thì ông nói một câu này, cái này lỗi là do thằng Cao Liêm. Viết anh Cao Liêm sau một nghe có nghe rõ, anh Cao Liêm là trung tá chỉ tư lệnh mặt trận. Đấy là thủ trưởng Tú chỉ nói thế thôi. Thế còn diễn biến trận đánh mà ta không hoàn thành nhiệm vụ vì lý do thế này, đấy là chú mày nói không phải là mình Đắc Bét đấy, không phải là mình có chủ quan hay không, là Tiên Phước không phải chủ quan hay không. Tất cả các tình huống nêu ra thì kể cả phương án tác chiến là tôi thấy cũng tương đối hoàn hảo. Những cái cuộc thảo luận trên sa bàn này, thì các đồng chí cán bộ chỉ huy từ tiểu đoàn trưởng trở xuống nhá, thì cũng không ai đặt vấn đề cái tình huống mà xảy ra là tình huống như thế này. Cái đại đội 3 nó đánh độc lập thì khi tác chiến ấy, thì nó lại không được thông tin hữu tuyến đi theo, vì nó hình như phải bơi qua sông Poco. Nó chỉ được hai tuyến thôi, hai oát đấy, hữu tuyến ấy. Thì nguyên tắc của hữu tuyến khi là lổ súng mới được phát sóng, còn trong quá trình tiền đập thì không được cắt sóng, phát sóng không được gọi. Thì cái mũi này thì nó lại tiền đập rất tốt, bộ đội nốt được tất cả các cái mục tiêu nó hết. Thì đồng chí đại đội trưởng như vậy là sao đồng chí còn sống mà, vì cái giờ nổ súng ấy là toàn mặt trận là 1 giờ sáng, nhưng vì cái mũi của anh Phất đại đội phó là cái mũi lớn, mũi của toàn mặt trận, thì anh lại đi lạc 11 giờ mới thấy cửa mở. Anh Mầm người Hưng Yên nhập ngũ tháng 4 năm 70, sau anh Mầm chết ở Tiên Phước, là người trách nhiệm đánh cả bộ phá 20 ký là cái ký hiệu cho toàn mặt trận nổ súng, đi cùng anh Phất. Thì anh Phất cắt được một hàng rào đi dính một quả mìn sáng, pháo sáng, thế là báo động toàn cứ điểm, nó bắn ít nhất phải hơn 30 phút ấy. Xong rồi mới vào tiếp, cho đến khi cái mũi chủ yếu của anh Phất đến giờ 1 giờ rồi vẫn chưa vào hết hàng rào, thì đồng chí tư lệnh Cao Liêm trung tá mới lệnh cho các mũi mà lại có điện thoại hữu tuyến là ưu tiên cho cái mũi chủ yếu lùi đến giờ là xuống đến 3 giờ sáng, tức là chậm hơn 2 giờ. Thế thì nhưng mà riêng cái đại đội 3 nó nằm ở trên cao điểm đó thì nó không có hữu tuyến, nó không được nhận lệnh được rời di chuyển giờ nổ súng, nhưng mà nó chết tốt. Thì đến nó cũng là hơn 1 giờ, gần 2 giờ tôi nhớ hồi đó trên sa bàn đồng chí có nói là hai thằng lính ngụy nó đi tuần. Thì gần đến cái cửa mở thì anh em mình có một cái đồng chí hoặc hai đồng chí ở đó để mà có nhiệm vụ là phá hàng rào để đón bộ đội rút. Thì hai thằng lính ngụy nó bấm đèn pin nó gần tới đó thì buộc đồng chí phải lổ súng, cho lổ súng thôi, vì quá giờ lổ súng rồi, đồng chí không có lỗi. Thì bắn được hai thằng này chết một cái thì toàn bộ cái đại đội 3 là nó đánh trong vòng 15 phút làm chủ toàn bộ cái mục tiêu của nó. Thế thì bên các mũi khác toàn mặt trận, kể cả bên bọn tôi, là chuyển sang từ cái yếu tố bí mật chuyển sang đánh cường tập. Đấy, mà là cường tập của đặc công thì phải biết rồi, lại nằm trong cái tầm hỏa lực của bộ binh nó nữa, thì tổn thất nó rất là lớn. Đấy là cái nguyên nhân mà ta không hoàn thành nhiệm vụ là cái sơ suất cái đại đội 3 nó không có hữu tuyến. Nhưng khi rời giờ nổ súng nó không nhận được lệnh, nhưng mừng lại nó lại lót rất tốt. Đấy, đến giờ nó nổ súng nó không có sai phạm gì. Thì khi rút kinh nghiệm thì nó ra cái chỗ này. Đấy là nguyên nhân của cái Đắc Bét mà
tiểu đoàn chúng tôi nó không hoàn thành nhiệm vụ nó cái chỗ này.